Kính thưa quý vị, Quỳnh Anh đang có mặt ở sự kiện Ngày Văn hóa Việt được tổ chức ở Stafford Civic Center. Và sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh về sự kiện này. Nam Việt Nam nghe từ vào đời, Việt Nam hai câu nói trên thành đôi. Việt Nam nước tôi, Việt Nam tên gọi là người. Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời. Việt Nam tên miền sinh tươi, Việt Nam đã vào sông núi, tự do công bình phát ai muôn đời. Việt Nam không đòi xương máu, Việt Nam kêu gọi thương nhau, Việt Nam đi xây đắp niềm vui dài lâu. Việt Nam trên đường tương lai, lửa tiếng soi toàn thế giới. Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời. Tình yêu đây là thế giới, tình thương đem về muôn nơi. Việt Nam thấy tiếng nói để xây tình người. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam quê hương đất nước. Thưa quý vị, bên cạnh Quỳnh Anh là hai em thành viên của Ban Văn nghệ sẽ tham gia vào chương trình Văn hóa Việt của tuần này. Và chào hai em. Chào chị. Chào. Mục đích vì sao mà lại có Ngày Văn hóa Việt? Ngày Văn hóa Việt hôm nay là cũng là ngày kỷ niệm 10 năm thành lập dòng La San ở Houston. Thì các sở cũng tổ chức cho tụi em cùng với nhau tìm hiểu và những cái hay cái đẹp của đất nước Việt Nam mình. Như vậy thì ai là người đứng ra chỉ cho những em cái những cái chương trình này? Dạ, sơ có mời 5 anh chị ở bên San Jose cũng thuộc dòng La San. 5 anh chị đó chỉ có qua Houston này có tập cho tụi em có 3 ngày thôi. Xong rồi mấy anh chị quay trở về San Jose. Xong rồi từ cái tháng 3 lúc đó cho tới tận bây giờ là tụi em ở Houston tập với nhau. Wow, như vậy thì trong ngày hôm nay 5 anh chị đó có qua chơi không ạ? Dạ có. Chương trình này là quy tụ rất nhiều người từ khắp nơi tới cùng tham gia hay là chỉ có ở Houston và một vài người ở San Jose thôi? Một số người ở Houston với lại nhiều người ở San Jose thì đúng hơn. Ok, chị hiểu rồi. Và không biết thì đây là lần thứ mấy mà hai em tham gia vào chương trình? Đội chống quẹt tụi em thì mới thành lập thôi. Thì đây là chương trình lớn nhất đầu tiên mà tụi em tham gia. Tụi em đang rất là lo sợ. Xin kính chào quý bà và anh chị em. Tôi là Sơ Thanh thuộc dòng nữ La San và chúng ta xin mời tất cả những em bạn trẻ nào có giờ hay là cảm thấy chúng ta là người Việt Nam, chúng ta cùng nhau tham dự và chúng ta hãnh diện chúng ta là con rồng cháu tiên và chúng ta cảm thấy Việt Nam muôn năm và đây là 10 năm kỷ niệm của các sơ tại Houston này. Văn hóa Việt ngày hôm nay được tổ chức ở thành phố Stafford City.
và kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh thật hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại. Merry Christmas. Việt TV.